Xin chào các bạn, hôm nay chúng ta sẽ hướng dẫn phần đàn nốt bài thu ca. Các bạn lưu ý trong phần đàn nốt thì chúng ta sẽ có hai dấu thăng. Thứ nhất là pha và dấu thăng thứ hai là đô thăng. Nếu pha và đô chúng ta sẽ đàn thăng lên hết. Tiết tấu như sau: xì xì rê rê phá phá hai phà si đô rê đô si hai la thăng la si son mi son pha. Ở đây chúng ta sẽ có một chùm nốt móc đôi để đàn nhạc dẫn ở giữa những câu nghỉ nhịp. Tiết tấu như sau: si do re mi fa son la son fa mi fa. Đầu tiên chúng ta đàn chậm trước: si do re mi fa son la son fa mi fa, si do re mi fa son la son fa mi fa. Và sau khi chúng ta đã quen thì chúng ta mới đàn nhanh lên. Tôi sẽ vỗ lại như sau: si si rê rê pha pha hai phà si đô rê đô si hai la si son mi son pha hai si đô rê mi pha son lá son pha mi pha hai pha son pha son pha si hai pha son pha si rê đô hai rê đô si là si đô hai ba bốn năm sáu. Sau đó chúng ta sẽ lặp lại tiểu khúc thứ hai như sau: xì xì rê rê pha pha phà si đô rê đô si hai la si son mi son pha hai si do re mi fa son la son fa mi fa hai fa son fa son fa si hai fa son fa si re do. Re do ở đây chúng ta sẽ bước qua tiểu khúc thứ hai: re do si la do si hai son fa mi re do si. Thực hành như sau: si si re re fa fa hai fa si do rê đô si hai la si son mi son fa hai si do rê mi fa son la son fa mi fa. Các bạn đàn thật là chậm trước khi đàn nhanh: si do rê mi fa son la son fa mi fa. Sau khi các bạn quen, các bạn sẽ đàn nhanh lên. Ví dụ: tôi sẽ thực hiện lại như sau: si si rê rê pha pha hai pha si đô si hai la si son mi son pha hai si đô rê mi pha son la son pha mi pha hai pha son pha son pha si hai pha son pha si rê đô hai rê đô si la si đô hai ba bốn năm sáu. Và quay lại lần thứ hai: si si rê rê pha pha hai pha si đô si hai la si son mi son pha hai si đô rê mi pha son la son pha mi pha hai pha son pha son pha si hai pha son pha si. Chuyển qua lần thứ hai: đô hai rê đô si la đô si hai son fa mi rê đô si. Chúng ta sẽ vỗ tiết tấu của phần điệp khúc như sau: si son hai mi fa hai ba bốn năm fa si đô rê đô là si đô hai ba bốn năm fa son hai fa si hai ba bốn năm fa son fa si fa son fa mi hai ba bốn năm fa re si đô hai ba bốn năm đô re đô fa re. Ở đây chúng tôi có nốt đảo phách fa re. Các bạn nhớ là đảo phách thì các bạn sẽ nhịp như sau: phá nhịp xuống
rê dở lên, sau đó chúng ta sẽ nhịp xuống và tiếp theo dở lên chúng ta sẽ đàn một nốt tiếp theo. Ví dụ phá rê đô si, tôi sẽ nhịp lại bắt đầu từ chữ cách xa vì đâu. Phá rê hai si đô, hai ba bốn năm đô rê đô phá rê đô si, hai ba bốn năm si si la si đô. Ở đây chúng ta cũng có đạo phách si si la si đô ở nốt si, chúng ta nhịp xuống la thăng dở lên, sau đó chúng ta nhịp xuống và khi chúng ta nhấc phách lên thì chúng ta sẽ đàn nốt si tiếp theo. Ví dụ si la si đô hai ba bốn năm si la si đô rê đô si. Ở đây câu khi tà dương đã khuất non xa, chữ đã khuất non đó là nốt đạo phách, chúng ta sẽ nhịp như sau: nốt đô nhịp xuống, nốt rê dở lên, sau đó chúng ta nhịp xuống và dở lên, chúng ta sẽ đàn nốt đô tiếp theo. Ví dụ đô rê đô si hai ba bốn năm, sau đó các bạn sẽ gặp chữ ds ancoda và chúng ta sẽ quay lại từ dấu hoàng. Tôi sẽ nhịp tiết tấu của phần điệp khúc lại như sau: si son hai mi fa hai ba bốn năm fa si đô rê đô la si đô hai ba bốn năm fa son hai fa si hai ba bốn năm fa son fa si fa son fa mi hai ba bốn năm fa rê hai si đô hai ba bốn năm đô rê đô phá rê đô si hai ba bốn năm si si la si đô hai ba bốn năm si la si đô rê đô si hai ba bốn năm sáu si si rê rê pha. Có nghĩa là chúng ta sẽ quay trở lại dấu hoàng để vô nốt pha tiếp theo. Chúng ta sẽ thực hành đàn nốt phần điệp khúc như sau: si son. Thì ngay nốt son các bạn sẽ rải bằng mi thứ si son mi fa hai ba bốn năm fa si đô rê đô la si đô hai ba bốn năm fa son hai fa si hai ba bốn năm fa son fa si fa son fa mi hai ba bốn năm fa rê hai si đô hai ba bốn năm đô rê đô fa rê đô si hai ba bốn năm si si la si đô hai ba bốn năm si la si đô rê đô si hai ba bốn năm sáu. Tôi sẽ diễn lại một lần nữa: si son mi fa hai ba bốn năm fa si đô rê đô la si đô hai ba bốn năm fa son fa si hai ba bốn năm fa son fa si fa son fa mi hai ba bốn năm fa rê si đô hai ba bốn năm đô rê đô fa rê đô si hai ba bốn năm si si la si đô hai ba bốn năm si la si đô rê đô si hai ba bốn năm sáu. Sau đó chúng ta sẽ lặp lại từ dấu hoàng, chúng ta sẽ đàn như sau: si si rê rê fa fa hai fa si đô
ta sẽ qua câu số 3. Đế đô si là si đố 2, 3, 4, 5, 6. Và chúng ta sẽ lặp lại chứ câu số 4 để chuẩn bị qua cô đàn. Si si re re fa 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 si do re do si 2 la si son mi son fa 2 3 4 5 6 fa. Hoặc là chúng ta sẽ đàn là si do re mi fa sa la sa fa mi fa 2 fa son fa son fa si 2 fa son fa si re do. Chúng ta sẽ chuyển qua coda để hết. Re do si la do si 2 son fa mi re do si. Phần hướng dẫn đàn nốt bài thu ca hôm nay đến đây là hết. Mến chào các bạn.